Oh, chào các bạn, nay mình ghé lại vườn của anh Hùng ở dưới Mỹ Lương. Thì hôm rồi mình có quay là cái vườn trước đó anh xài cái quy trình của cái công ty kia kìa ha. Thì cây của ảnh này kia nọ, thì sau đó ảnh không theo nữa, rồi ảnh theo quy trình của mình. Thì quy trình của mình gì? Theo cái hướng xử lý của mình, gồm xử lý sâu gầy bệnh, rồi đi phân hóa học, rồi sâu gầy, rồi ở dưới rồi bờ xử lý rễ. Thì hình tình trạng bữa nay là vườn của ảnh hình mình đi nãy 2 clip 3 clip rồi, mình thấy tình hình nó như thế này. Thì thứ nhất nè, là lá ngoài đọt đồ nó ra rất là đều. Thì đương nhiên vườn này mình đã cho rẻ phân rồi, rẻ phân hóa học ha. Hôm rồi mình cho rẻ phân cái Yara Racer đi chung với 3 số 16, thì đọt á nó ra liên tục luôn, anh nói là đọt ra liên tục luôn, thì nó vừa lụa lá các bạn đâu nhóm đọt tiếp ha. Đó các bạn coi đi, bữa nay xanh rì hết nghe. Đó các bạn thấy không, ảnh kêu mình mình đi xuống đây mình không báo ổng trước, mình cứ giọt xuống thôi nè. Dàn lá các bạn thấy không, những cái lá già, những cái lá cháy á, ngày trước á là nó đã rụng hết rồi, bây giờ cái lá lụa ngoài nó ra được một cơi, và sau đó đọt ở ngoài nó ra thêm được một nhóm đọt nữa, thì sao, thì chứng tỏ là cây nó đã có lực, nó khỏe, nó ăn được dinh dưỡng rồi. Và một cái nữa nè, cái thân được thân cành nhánh được của anh ở trong á, bữa nay nó sạch, nay nó rất là sạch ha, nó sạch. Ủa trời, nay đâu về vậy? Em đi mua mấy cái ống về làm bánh xoài. Vậy hả? Được thì theo em là anh nên xử lý một số nhánh trong vườn mình, chẳng hạn như bấm ngọn nó nè ha, rồi ví dụ như mấy cái cành dược này nè, chẳng hạn như 2-3 cành dược này nè, bấm ngọn nó cho nó bung mình nó ra, đâu có để 2-3 cành nằm chung vậy uổng lắm. Chẳng hạn như cái nhánh đực bên đó đó, cái ngọn nó cho nó bấm cho nó xà cái nhánh ra ngoài, để nhánh cái nhánh nhỏ nhỏ đó đó thì mình sẽ ăn trái trên những cái nhánh nhỏ. Nó đã có một cái nhánh nhỏ bự rồi thì mình bấm trên đó một cái, nói chung nó bung đều ra. Vườn nay nhìn ngon lành hết trơn rồi. Đúng không? Nay vậy thôi chứ giờ muốn hơn nữa em cũng biết hơn gì, giờ hơn nữa cười Thái ơi, giờ mày làm sao tốt hơn nữa em cũng biết hơn nữa giờ. Đi tới đây thấy nó như thế này thôi chứ. Này lá rồi nó thân rồi nó sạch ba cái gông ghiêu, người lá rồi nó phè, mấy nhánh này phải kéo lên hết nha anh, chứ nằm dưới đất này nó không ra bông. Mấy cái nhánh mà nằm dưới đất thì nó không ra bông được, cái kéo cho nó nằm lên. Đó là vườn của anh Hùng ở Mỹ Lương, nó kết quả được như thế này trời ơi tuyệt vời luôn, còn gì nữa. Này kêu tốt nữa không biết tốt sao nữa không, hiện nay là nó đã dặn nhánh rồi đó, gió nó dặn nhánh cho nên đúng bài là vườn anh phải kéo nhánh rồi, giống nhánh đồ lên, chứ hiện tại gió này dặn nhánh này rồi nè, nó kéo cho nó đứng hình nó lên chứ đâu có để cho nó xà nè. Nhánh này anh thấy nó xà không nè, nó xà gì, ví dụ sau này nó gan trái 2 trái ngoài này đi, ví dụ nó gan trái ngoài đây nè là nó dặn cái là gãy rồi là đâu có phục hồi lại được nữa. Không, đúng bài là vườn anh phải làm nhánh đồ lại rồi ăn trái thôi, chuẩn bị ăn mùa, ăn lứa mùa để kiếm mới vốn chứ đầu tư vô đây đầu tư hoài sao chịu nổi. Ồ, cây này dính mắc lo nè. Cây này, cây bên kia, 2 cây, ha, biểu hiện của dính mắc lo nhưng mà đọt nó cũng ra đều. Chậm hơn ha, đọt nó dính mắc lo nó chậm hơn, ngoài cây cũng muốn thon. Dạ. Này quá đẹp. Vậy là quá đẹp rồi. Ăn đứt mới dùng bên kia phải không? Trồng trước năm mà vậy đó hả? Trồng trước 1 năm. Đâu? Cái này hả? Đâu? Thấy rồi. Trời ơi, làm bông luôn. Nè anh thấy không, nó bị chặn nè. Cho nên giờ làm sao giống nhánh lên hết. Dạ. Đó, anh thấy không, bấm ngọn đó, bấm kiểu gì vậy đó. Bấm cho nó ví dụ như cái nhánh đực bên này, bấm ngọn đó cho nó xà ra. Với lại cái nữa mấy cái nhánh này phải cột lên hết rồi. Không, vườn anh là tới là ra bông thì anh cũng phải để ăn lá trái rồi chứ không để lại bỏ. Cái này cây trùng bò hết vậy, cây trùng bò này anh nói không rồi chết, bữa nay nó ra đọt rồi thì chết gì nữa, thì chết gì nữa. Ngon rồi, quá đẹp, hôm nay nhìn vô vườn sầu riêng ra vườn sầu riêng rồi. Em tranh thủ, trời ơi sáng giờ em bị khách dí, sáng giờ bị dí đi không kịp. Rồi 4 bữa trước em bị bệnh, bữa nay mới tỉnh được nè. Rồi quay qua lại chút nữa rước con sớm, 2 giờ rưỡi rước rồi. Em tranh thủ ăn cơm xong là giọt luôn, bỏ cửa hàng cho hai nó ở nhà. Trời ơi, nhánh lá này nó phè kìa. Chị có nói gì không anh? Chị có nói gì không? Ôi em nhìn kìa, anh thấy không? Cái khác biệt là cái thân á, anh thấy được mấy sau này là cái thân của anh nó sạch lên không? Nó không còn xám xám nữa. Bây giờ cái thân gần như anh nói bên bển nó cũng vậy, mới tất cả các thân nhánh trong vườn hình như là nó ẩn màu hồng lên, nó ẩn cái màu lên, nó không còn sậm xì như lần trước nữa. Nhờ những cái lá già, những cái lá cháy nó hồng á, nó tụt không, vậy là quá 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 tuyệt rồi.
Thì đó, nó đang nhóm tược ra nữa. Nó đang nhóm tược ra nữa. Một mình anh làm không kịp đâu. Mười mấy ngày đi đúng kiển cho ông chú. Dạ. Ở đúng kiển cho ông chú mười mấy ngày. Không làm gì được hết. Bứng kiển hả? Này thêm đất vô mô nữa nè. Ví dụ như mô này nè, ốp đất vô thêm mới đúng bài nữa. Mình xé ngoài đây cho sâu xuống cho nước gọt hết rồi ốp vô đó thêm. Trong đó đó, đây, vô chỗ này cho nó lài ra ngoài luôn. Ngày gốc ổi phải không? Ừ, gốc ổi xưa đúng. Ừ, cho lài ốp thêm vô cho rễ nó bò qua đều nữa. Ôi vườn này chịu làm bông một cái, thứ gì còn. Đi theo thằng Thái sao thấy tốn ít tiền quá hả? Trời ơi, vô bự dữ vậy. Vô cho nó mỏng mỏng ra, lưu gì đâu, cục bự quá vậy. Anh vô luôn hả? Tự xử luôn à, anh vô chân nè. Trời ơi, đó là anh xẻ đường giữa vậy hả? Anh xẻ đường này hả? À, anh xẻ mương rồi anh đưa vô đây. Sao làm được không lấy dít từng cái rồi đi bộ vô? Không, mình đưa lên xe rùa. Lấy vô. Trời ơi, hai ba quận vậy, hai quận, ba quận. Xuống. Đi nó mỏ nhỏ lắm. Của anh nè, của anh là phải mưa nè, cái lá nè, những cái lá vậy nè, sương muối, giờ có gầy nhảy, gầy xanh nè, thấy không, nó bay vòng vòng đó, gầy. Nó chỉ đi thôi, chứ nó không có hết, nó không có hết, chỉ đi thôi, nên phun hút xong hơi. Đó, những cái nhánh đực đó, đó, bấm ngọn rồi đó, bấm, cho nó xà xuống, dạ, bên đó cũng vậy luôn, đó, nhánh bự bên đó, anh bấm rồi đó, cho nó xà ra. Con này xanh thì nó cũng bít, có cái mấy con cắt lá. Ăn lũng lá trên hả? Không lửa vậy đó. Cắt lũng cắt ngang không. Ủa cây của anh răng cơi nữa là lắp lá tháng sau để bông là ngon lành rồi. Không em nhìn đang quá đẹp. Ồ chỗ nhánh dở lắm. Kiếm dây cột hết. Chấp nhận đầu tư thêm mới vốn nữa đi. Cái đó hôm bữa nó có trái á, giống trái. À. Giờ phải chấp nhận đầu tư thêm mới vốn nữa rồi. Kéo nhánh. Rồi sau này ăn một trái rồi có tiền không quay qua đầu tư trụ đá. Một cây trụ đá 1 mét. Cắm hai cây dạ, cái kéo dây của mấy thợ điện á, cáp kéo cáp xuống để cho cây sầu riêng nó không nhặn. Thì sắp tới em ra một cái video clip cái vườn kia là mới làm xong đẹp lắm, kéo nghĩa là một cây sầu riêng gì đó cột bốn ba gốc kéo xuống là cây sầu riêng nó không nhặn đi đâu được hết, mà vườn nó đang làm bông luôn. Chuẩn bị số nhị làm rồi, đẹp lắm. Lũ lá nó còn ra tược nữa. Nó hay vậy đó, đi cái phân Yara Racer với lại cái ba số 16 là đi đọt nó hay vậy. Nó lụa lá xong cái nào tốt đó, đẩy đọt thêm nữa. Còn ba vụ này là bắt buộc nè, không có đi bồi dưỡng bồi dưỡng gì chân, cứ sâu gầy nè, sâu gầy với lại hút bệnh. Giữ cơ nãy gan cơ nữa là cây anh lắp lá, ở ngoài nhìn vô là lắp lá là làm bông được. Ở ngoài nhìn vô lắp lá là coi như bông tuốt hết. Tuần nữa vườn anh nhìn mới mát mát hơn, tại giờ nó mới có lụa hà, nó phải chuyển qua lá xanh đậm ở trong á thì nhìn nó mới phê. Nhưng cơ bản vậy là quá đẹp rồi. Cây bự này là cây ghi sáu à? Sữa hà, sữa mấy? Sữa. Ôi, ôi sữa. Ăn được rồi, 80 trái. Cây này. Quá trời bự. Nói chung là vườn này quá đẹp rồi. Chi phí hết nhiêu rồi anh? Mười mấy triệu. Mười mấy triệu với em rồi hả? Mười mấy triệu là gồm phân, gồm hút, gồm gãi đó luôn trần rồi đó phải không? Không, nhưng mà hôm nay nhìn ra vườn sầu riêng. Trời ơi, nó đẹp. Cây bên này nó đang ra đọt nữa nè. Ôi, được. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở video lần sau trên vườn của anh Hùng gan cơi sau nữa, rồi chuẩn bị để trái mùa kiếm mới vốn đầu tư. Rồi cảm ơn các bạn.